Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với viên ngày hôm nay Thì mới chỉ tuần trước thôi thì chúng ta đều đang rất là bất ngờ trước cái tin tức là Tesla sẽ cho phép khách hàng của mình mua một chiếc xe bằng Bitcoin đúng không ạ? Thì đến tuần này thậm chí là bạn còn có thể mua một cốc cà phê hay là một món đồ nào đó ở trên mạng cũng bằng Bitcoin Thì liên tiếp trong hai ngày đầu tuần này thì các công ty thanh toán lớn như là Visa và PayPal đều đã đưa ra thông báo chính thức là họ sẽ đưa tiền điện tử vào trong cái danh mục thanh toán của mình đặc biệt là đối với những cái người dùng PayPal tại Mỹ thì họ có thể làm điều này ngay lập tức. Và ngay sau khi tin tức này được công bố thì giá trị của Bitcoin cũng đã có cái sự biến động theo chiều hướng là tích cực khi mà chạm đến mức giá là tầm 59.000 đô. Vậy thì những cái tin tức này thì có phải là dấu hiệu cho thấy là chúng ta đang chuẩn bị bước vào cái kỷ nguyên của tiền điện tử hay không? Và những cái thông tin đó thì nó sẽ có ảnh hưởng đến giá trị của những cái đồng coin như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong cái video ngày hôm nay. Thì trước khi đến với nội dung chính của video thì với các bạn nào đang giao dịch Mergin thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm trên kênh Telegram của chúng ta. Thì mình có một cái nhóm chuyên sâu về tín hiệu và phân tích kỹ thuật và nhóm này là nhóm hoàn toàn free. Mình mở ra để mong muốn là mọi người có một cái cộng đồng để mà trao đổi về cái công việc trading. Thì bạn nào mà đang chơi Mergin mà cần cái sự hỗ trợ thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo và tham gia vào cái nhóm này bằng cách là các bạn hãy điền cái thông tin vào cái form đăng ký ở bên dưới và sau đó thì sẽ có admin liên hệ và add các bạn vào nhóm. quay trở lại với cả nội dung chính của cái video ngày hôm nay thì chiều ngày hôm qua Reuters đã đưa cái thông tin đó chính là PayPal sẽ cho phép người dùng tại Mỹ thanh toán bằng Bitcoin, bằng Ethereum, bằng Bitcoin Cash và bằng Litecoin thông qua một cái cơ chế có tên gọi là check out bằng tiền điện tử. thì cái việc tích hợp hình thức thanh toán này hoàn toàn là tự động và người dùng sẽ chỉ nhìn thấy nó nếu như họ có đủ tiền điện tử trong tài khoản để thanh toán. À, tức là ngay tại cái thời điểm hiện tại thì người dùng của Mỹ khi mà thanh toán qua những cái trang thương mại điện tử ví dụ như là eBay chẳng hạn, thì họ có thể lựa chọn thanh toán qua PayPal và lựa chọn tiền điện tử như là Bitcoin để mà thanh toán cho cái mặt hàng đó. Và cái phương thức thanh toán này thì sẽ hoạt động bằng cách là sẽ tự động chuyển đổi các coin thành USD để mà thanh toán. Do đó thì người dùng sẽ không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề biến động giá hoặc có thể thay đổi giá trị của tiền điện tử khi mà thực hiện giao dịch. Ngoài ra thì cái việc mà thanh toán bằng tiền điện tử cũng sẽ không phát sinh thêm bất cứ một cái chi phí giao dịch nào. Đó. Tuy nhiên thì để mà có thể chuyển đổi từ đô la về dạng coin thì các bạn sẽ mất một khoản phí và bên cạnh đó thì chỉ một loại tiền điện tử là có thể được sử dụng cho mỗi một giao dịch. Điều đó thì có nghĩa là người dùng không thể nào mà gom nhiều coin trong tài khoản để mà thanh toán cho một cái giao dịch duy nhất. Như vậy là sau 6 tháng kể từ lúc tuyên bố về cái việc là chấp nhận tiền điện tử vào trong cái việc thanh toán trong cái thời gian tới thì người dùng của PayPal sẽ chính thức được phép sử dụng cái tính năng này và trả lời phỏng vấn của Reuters, CEO của PayPal đó là Dan Schumann nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử người dùng có thể sử dụng các loại tiền điện tử để mà thanh toán theo một cái phương thức tương tự như là phương thức thanh toán truyền thống như là thẻ tín dụng hay là thẻ ghi nợ. Mặc dù là trong thời gian đầu thì dịch vụ này chỉ được ra mắt tại Mỹ, tuy nhiên thì PayPal cũng khẳng định rằng là họ đang lên kế hoạch để mà có thể mở rộng cái dịch vụ này cho những cái thị trường toàn cầu trong thời gian tới. Mình nghĩ rằng như vậy sẽ sớm thôi rất là nhiều quốc gia sẽ được Uh, tiếp cận và sử dụng cái công nghệ này của Paypal uh, Mới một tuần trước thôi thì trong cái video số 442 thì mình có nói về cái việc là Tesla khi mà chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin thì mình cho rằng đây sẽ là một cái bước tiến mở đầu cho việc các công ty các tập đoàn lớn sẽ nhảy vào tham gia vào cái thị trường này và chỉ sau có một tuần thì chúng ta lại đón nhận những cái tin tức rất là tích cực uh, khi mà những cái công ty tài chính lớn cho phép chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử và vào đầu tuần này thì công ty Visa cũng đã thông báo rằng là họ sẽ cho phép người dùng thanh toán bằng đồng stablecoin là USDC thông qua nền tảng là crypto.com. Thì đại diện của Visa thì cho biết là cái quyết định này của công ty đến từ cái việc là họ thấy rằng là cái nhu cầu từ khách hàng rất là lớn với cái việc là tiếp cận lưu trữ và sử dụng những cái loại tiền kỹ thuật số. Và cái nước đi này của Visa theo mình là một cái động thái theo chân những cái công ty tài chính lớn khác như là Mastercard hay là BlackRock trong cái cuộc đua tiếp cận tới cái thị trường tiền tử, à, các giao dịch thanh toán của Visa sẽ được xử lý trên mạng lưới của Ethereum. Đây cũng là một cái điều mà rất là đáng chú ý là bởi vì chúng ta đều biết là trong cái thời điểm hiện tại thì cái việc xử lý trên mạng lưới của Ethereum gây rất nhiều tắc nghẽn và mức phí thì cũng rất là cao. À, tuy nhiên thì Visa vẫn tin tưởng và chấp nhận cái phương án sử dụng mạng lưới của Ethereum ở cái thời điểm hiện tại. À, bên cạnh những cái tên đình đám khác trong lĩnh vực thanh toán như là Visa hay là PayPal thì rất nhiều những công ty khác đang xem xét đến cái việc là đưa tiền điện tử vào trong cái danh mục thanh toán của họ. Mới đây thì công ty Nuvi, công ty xử lý thanh toán tư nhân và phi ngân hàng lớn nhất của Canada cũng đã thông báo rằng là họ sẽ hỗ trợ tới hơn 40 loại tiền điện tử khác nhau khi mà khách hàng của họ thanh toán. Và đáng chú ý đó chính là bên cạnh những coin top như là Bitcoin hay là Ethereum, thì công ty này còn hỗ trợ cả những cái loại tiền điện tử khác, ví dụ như là Dogecoin hay là Bitcoin Gold và thậm chí là đồng XRP đồng tiền hiện tại đang gặp rất nhiều vấn đề về pháp lý tại Mỹ và bị nhiều sàn dịch lớn trên thế giới delist. trong khi đó thì vào tuần trước thì ứng dụng mua sắm trực tuyến là buy aladdin đã tuyên bố là sẽ bắt đầu chấp nhận Bitcoin và Ethereum tại những cái trung tâm mua sắm lớn tại Hàn Quốc. À, tuy nhiên thì có một cái sự khác biệt lớn đó là cả Visa và Paypal hay là những cái công ty thanh toán khác thì đều sẽ chuyển đổi các giao dịch tiền điện tử thành tiền tệ à, truyền thống để mà thanh toán. Điều này thì có phần khác so với cả công ty Tesla khi mà công ty này sẽ không làm như vậy Mà họ sẽ giữ lại cái số coi của người mua để mà coi như đấy là một khoản đầu tư dài hạn Và cái việc những cái công ty thanh toán liên tục đưa ra những cái dịch vụ thanh toán sử dụng tiền điện tử Trong một khoảng thời gian rất là ngắn Thì báo hiệu cho thấy rằng là có một cái sự thúc đẩy cũng như là một cái sự phổ thông của tiền điện tử Có thể sẽ đến rất là gần trong tương lai Nếu mà chỉ trong một năm trước thôi, chỉ năm ngoái thôi Khi mà chúng ta nói về những cái điều này thì nó có vẻ như là Uh, tương đối là xa vời và phi tế. Tuy nhiên ở cái thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy đây là cái điều hoàn toàn là khả thi và thực sự là nó đang diễn ra uh, đối với chúng ta. Các bạn còn nhớ là khoảng tháng 10 năm ngoái thì cái tin tức mà PayPal chấp nhận tiền điện tử đã trở thành một trong những cái thông tin chấn động cộng đồng tiền điện tử và cái thời điểm đó. Thế nhưng thì đến đầu năm nay thì việc những cái công ty những cái tập đoàn lớn uh, chấp nhận tiền điện tử nó không còn là những cái điều gì đó quá bất ngờ nữa mà nó dần dần nó trở thành một cái xu hướng À, vào thời điểm tháng 10 năm ngoái thì cũng là cái lúc mà thị trường bitcoin bắt đầu cái chu trình uptrend và liên tục bitcoin lập những cái đỉnh cao mới và ở cái thời điểm hiện tại thì những cái thông tin tốt trên thị trường là cái cơ sở để mà chúng ta có thể thấy rằng là cái sự phổ cập của bitcoin sẽ còn tiến xa hơn nữa trở lại với cái tin tức việc paypal chấp nhận mở rộng cái dịch vụ thanh toán bằng tiền điện tử thì ngay khi tin tức này được đăng tải vào 4 giờ chiều hôm qua thì nó đã ngay lập tức tác động đến thị trường của bitcoin và giá của bitcoin đã tăng khoảng 1 ngàn đô chỉ trong có một tiếng đồng hồ và đã có thời điểm đạt đến mức là 59.300 đô thế nhưng sau khi tin tức này dịu dần đi thì giá trị của Bitcoin cũng đã đi vào cái trạng thái sideways và đã bắt đầu có cái sự suy giảm vào buổi sáng nay thì điều này cho thấy là trong ngắn hạn những cái tin tức nó vẫn chưa thể nào mà đủ mạnh để mà có thể đẩy giá quay trở lại cái vùng đỉnh cũ là vùng 61 ngàn đối với mình thì tin tức nó vẫn chỉ là một cái sự khởi đầu mà thôi sẽ vẫn còn rất là nhiều điều chúng ta phải làm trước khi chúng ta có thể chờ đợi một cái tương lai khi mà tiền điện tử phổ biến trong xã hội thời điểm hiện tại. Điều đầu tiên thì các bạn có thể thấy là đối với cái cương vị người dùng như chúng ta thì hiện tại chúng ta mua coi chủ yếu là để phục vụ cái mục đích là giao dịch và để đầu tư. đó còn cái mục đích mà để mà chúng ta mua sắm thì ở thời điểm hiện tại thì những cái blockchain nó vẫn chưa thể nào mà có thể xử lý đủ cái tốc độ để mà xử lý được cái giao dịch và cũng như là cái khối lượng giao dịch lớn trong một khoảng thời gian ngắn thì hiện tại nó vẫn À, chưa thể nào mà có thể đáp ứng được thì chúng ta sẽ cần phải chờ đợi cho những cái công nghệ blockchain nó được à, tiến bộ hơn trong tương lai thì chúng ta mới có thể nghĩ tới cái việc à, cái tiền điện tử phi tập trung nó trở thành một cái à, phương tiện để nó thanh toán trong đời sống của chúng ta. À, một cái trở ngại khác nữa mà chúng ta cũng phải đề cập đến đó chính là à, về cái vấn đề về pháp luật. Hiện tại thì rất là ít quốc gia chấp nhận tiền tử như một loại tiền tệ được sử dụng trong thanh toán. Ngay kể cả công ty thanh toán đa quốc gia như là Paypal ấy thì họ cũng chỉ thí điểm cái việc thanh toán tiền điện tử trong quốc gia Mỹ mà thôi và ngay ở mỹ thì những cái quy định về sử dụng tiền điện tử cũng rất là chặt chẽ điều mà chúng ta kỳ vọng đó là những cái chính phủ của quốc gia khác sẽ sớm đưa ra những cái quy định để mà uh, có thể đưa tiền điện tử vào trong cuộc sống uh, có như thế thì cái việc sử dụng tiền điện tử hàng, trong cái việc thanh toán hàng ngày nó mới có thể trở, biện, trở nên uh, phổ biến hơn được à, mặc dù là mình cũng rất là mong muốn vào một cái viễn cảnh là chúng ta uh, có thể sử dụng một loại tiền điện tử một cách bình thường một cách thông dụng như là một loại tiền truyền thống uh, tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ cần phải Nhìn vào thực tế là chúng ta đang ở trong những cái bước uh, gần như là những cái bước chân đầu tiên. Cái điều mà chúng ta sẽ cần thiết ở thời điểm hiện tại đó là tiền tử như là Bitcoin sẽ phải được các chính phủ và ngân hàng trung ương chấp nhận. Và đây mình nghĩ rằng sẽ là một cái chặng đường uh, tương đối dài và uh, gian nan. Tuy nhiên cũng là một cái chặng đường mà rất là đáng chờ đợi ở trong uh, ở cái thời gian tới. Ok đó là những cái thông tin mà mình muốn uh, chia sẻ với các bạn ở trong cái video cập nhật tin tức ở trong ngày hôm nay thì các bạn hãy nhớ ấn nút subscribe để mà các bạn không bỏ lỡ bất cứ những cái thông tin nào trong thời gian tới mình nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều những cái thông tin tốt đến với thị trường và mình sẽ cố gắng là làm những cái video cập nhật những cái thông tin để mà các bạn có cái nhìn đa chiều hơn về những cái thông tin này tránh cái việc là các bạn đọc thông tin xong các bạn bị rơi vào cái trạng thái là là đu đỉnh như vậy nó sẽ không tốt cho các bạn một chút nào à, cảm ơn mọi người đã lắng nghe video ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại mọi người ở video sau xin chào.